năm nhiều mất mát, là một năm rất là khó khăn với tất cả mọi người. Nhưng mà My cùng với công ty quản lý của My cố gắng hết sức để vượt qua và cố gắng tận hết tất cả những cái cơ hội mình tận dụng, tất cả những cơ hội mình có để làm ra được nhiều sản phẩm tốt để phục vụ cho khán giả. Thì năm vừa qua thì My cũng may mắn hoàn thành xong và phát trên sóng truyền hình xong bộ phim Tình Yêu Và Tham Vọng của phim truyền hình. Và sau đó khi mà về lại Sài Gòn tiếp nối sẽ được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện tại khu vực Thăm Đỏ, đạo diễn Hoàng Kim trên toàn quốc vào 30 tháng 4 này. Nói chung là cũng là một năm khó khăn, nhưng là cũng là một năm mà My đã cố gắng hết sức và tạo ra hai sản phẩm. Thì cái kế hoạch trong năm 2021 của My? Kế hoạch trong năm 2021 thì My sẽ hiện tại là đang làm PR quảng bá cho bộ phim 1990. Và sau đó thì vào tháng 2 thì My cũng sẽ đóng một bộ phim điện ảnh mới. Hy vọng xin được giới thiệu người đẹp Châu Kim Sa có nhiều sản phẩm mới để ra mắt tất cả mọi người. Cái kế hoạch đón Tết của chị My năm nay như thế nào ạ? Năm nay thì My sẽ đi chỉ ở Sài Gòn mùng 1 Tết thôi. Và mùng 2 Tết thì My đi Phú Quốc chơi. My thật sự thì một năm qua mình cũng làm việc liên tục. Đây là Tết năm nay mình muốn là đi xả stress, đi ở đâu đó xa Sài Gòn xả stress. My bật mí một chút là cái kế hoạch đi chơi Tết của mình có phải cùng gia đình hay cùng người yêu, bởi vì là cái ngày lễ tình nhân năm nay giờ mình cùng ba Tết ạ. Ồ vậy hả? Bạn nói mình mới biết luôn á. Tết năm nay thì My đi cùng với người yêu và gia đình của người yêu. Xin được giới thiệu sự xuất hiện tiếp theo đó chính là diễn viên Hồng Loan. Đối với My thì luôn luôn cần cái không khí gia đình, và rất là may mắn thì bạn trai My và gia đình bạn trai My cũng thương My, và bất cứ cái dịp đi chơi nào cũng muốn My đi cùng để mà có cái cảm giác gia đình với gia đình bạn trai. My cùng anh thì cũng đã yêu khoảng hơn 4 năm rồi, vậy thì cái kế hoạch tiếp nối xin được trân trọng chào đón sự xuất hiện của Hoa Hậu Hương Giang. Ai cũng hỏi câu hỏi này, nhưng mà My vẫn đang để tang mẹ và chưa có cái kế hoạch tiến xa hơn, tại vì hiện tại thì My cũng đang bận rộn với các dự án phim điện ảnh và truyền hình, còn bạn ấy thì cũng đang mở một nhà hàng mới, đang run một cái nhà hàng mới cũng rất là bận rộn, nên chắc khi nào mà có tin vui thì sẽ báo cho các bạn biết. Cái khoảnh khắc Tết Nguyên Đán sắp đến nên đón giao thừa, vậy thì My hãy gửi lời chúc cho bản thân mình cũng như là những người thân yêu cũng như khán giả của mình trong năm mới được không ạ? Diễm My xin kính chúc tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các fan và các thành viên của gia đình Diễm My Chinese Family một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc, và nhớ đón xem dự án mới của My vào năm nay nha.